Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin cú giơ đòn cuối cùng Phạm Bình Minh cho Nguyễn Hòa Bình đo đập ván. Ông Phạm Bình Minh vốn là Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, dù là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng vai trò của ông Phạm Bình Minh cũng như bao Phó Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng khác với chức Phó Thủ tướng thường trực đã rơi vào tay ông Trương Hòa Bình, nên ông Trương Hòa Bình vẫn là người đứng phía trên. Có ghế Ủy viên Bộ Chính trị nhưng bị xem là Ủy viên Trung ương Đảng thì thiệt thòi cho ông Phạm Bình Minh. Tuy nhiên lúc đó, để xoa dịu sự thiệt thòi này, Bộ Chính trị đã cho ông Phạm Bình Minh kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tuy kiêm hai chức nhưng thực chất chỉ là như một chức mà thôi, vì ở vai trò Phó Thủ tướng, ông Phạm Bình Minh cũng chỉ được phân công để quản lý Bộ Ngoại giao mà thôi. Ở Đại hội 13 lần này, ông Phạm Bình Minh nhắm đến chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực của Trương Hòa Bình. Chính vì thế mà ông Phạm Bình Minh mới nhả chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lại cho ông Bùi Thanh Sơn. Nếu nhả ghế cho Bùi Thanh Sơn mà không lên được chức Phó Thủ tướng thường trực thì xem như lỗ vốn. Nguyên nhân là do đâu? Đó là do Trương Hòa Bình vẫn cố bám chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực, dù bản thân ông ta thì rất Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ứng viên duy nhất chức Phó Thủ tướng thường trực, ông Phạm Bình Minh. Ông Trương Hòa Bình có đến 5 năm ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực nhưng không thắng được ông Phạm Bình Minh ở lần này. Và ông Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Thủ tướng cho thấy lực lượng Trương Hòa Bình cũng không phải là mạnh, khó mà sánh được với ông Phạm Bình Minh. Việc ngồi lì lại chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực được giới thạo tin đánh giá là hành động chí phèo chứ chẳng làm được gì cả. Để mất chức Ủy viên Bộ Chính trị thì thế nào cũng bị loại ra khỏi ghế Phó Thủ tướng thường trực mà thôi. Và việc ông Trương Hòa Bình rút đi, nhưng vấn đề ai sẽ chám vào chiếc ghế mà ông Trương Hòa Bình để lại là điều mà nhiều người rất quan tâm. Và Phạm Bình Minh đã trượt cơ hội như thế nào trước đây? Phạm Bình Minh được nhiều người đánh giá là lành tính. Ông Phạm Bình Minh làm ngoại giao theo đường lối chiều lòng Bắc Kinh theo ý Nguyễn Phú Trọng. Mà trong vấn đề ngoại giao thì ông Phạm Bình Minh Chính cũng muốn chiều lòng Bắc Kinh, nên ông này cũng được lòng cả Phạm Minh Chính. Bởi Phạm Minh Chính xây dựng con đường chính trị không khác gì ông Nguyễn Phú Trọng, cũng kết thân với Trung Quốc và rất ngại động chạm tới Bắc Kinh. Phạm Bình Minh thì vào Bộ Chính trị một lượt với ông Trương Hòa Bình, cũng là Phó Thủ tướng, nhưng chức của Phạm Bình Minh quyền lực vẫn thấp hơn chức Phó của ông Trương Hòa Bình. Lẽ ra chức Phó Thủ tướng thường trực rơi vào tay tặng Phạm Bình Minh từ Đại hội 12, vì mỗi khi được vào Bộ Chính trị mà đang ở chức Phó Thủ tướng thì đó có thể chuẩn bị nhận chức Phó Thủ tướng thường trực. Tuy nhiên, vào năm 2016, trong các vị Phó Thủ tướng có đến hai Ủy viên Bộ Chính trị, đó là Phạm Bình Minh và Trương Hòa Bình. Chức Phó Thủ tướng thường trực là cuộc đấu đá giữa Phạm Bình Minh và Trương Hòa Bình. Tuy nhiên cuối cùng, Trương Hòa Bình đã giành phần thắng và đẩy Phạm Bình Minh sang ghế Phó Thủ tướng bình thường như bao ông Phó Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng khác. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình phải rút lui. Phạm Bình Minh nắm ghế Phó Thủ tướng từ năm 2013 khi ông Trương Hòa Bình còn là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy là ông Phạm Bình Minh ở chính phủ trước ông Trương Hòa Bình, nhưng cuối cùng thì đã để cho ông Trương Hòa Bình kẻ đến sau giành mất ghế. Thế là Phạm Bình Minh phải ngậm ngùi dậm chân tại chỗ, chức vụ ở vị trí cũ và chờ cơ hội. Vào năm 2016, khi ông Phạm Bình Minh đã bị đánh bại bởi một Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đây là cái đau mà ông Phạm Bình Minh khó có thể quên được. Sau đại hội lần 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo thông tin nội bộ rò rỉ thì Phạm Bình Minh sẽ làm Phó Thủ tướng thường trực, vị trí mà Trương Hòa Bình sẽ phải để lại. Tuy nhiên, những kỳ họp quốc hội cuối cùng của Quốc hội khóa 14 đã không bầu ông Phạm Bình Minh vào chức Phó Thủ tướng thường trực được, vì sự lì lợm của ông Trương Hòa Bình vẫn cố bám vế ngồi lại. Và bây giờ thì câu hỏi đặt ra là Phạm Bình Minh là ai? Phạm Bình Minh là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông là hạt giống đỏ có lý lịch rất khủng. Ở điểm này, ông Phạm Bình Minh mạnh hơn ông Trương Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Nguyễn Cơ Thạch thì giờ đã quá cố, còn ông Trương Hòa Bình thì được Liên minh Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nên đã giật mất cơ hội của Phạm Bình Minh cách đây 4 năm. Tuy yếu thế hơn trước Trương Hòa Bình như thế, nhưng Phạm Bình Minh có lợi thế rất nhiều. Đó là ông ta có kinh nghiệm làm trong ngành ngoại giao lâu năm, nên ông ta đã tạo được một quan hệ tốt đẹp với cả Bắc Kinh.
Một khi được Bắc Kinh tín nhiệm thì cơ hội trở nên rộng mở. Bài học Bắc Kinh muốn loại cha ông Phạm Bình Minh là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là một bài học cho ông Phạm Bình Minh biết để sống thế nào cho phải đạo. Và quả thật, ông Phạm Bình Minh đã sống phải đạo với Bắc Kinh thật. Phạm Bình Minh được đánh giá là không bằng cha của ông ở việc dám bày tỏ chính kiến với Bắc Kinh. Và ông Phạm Bình Minh cũng tỏ ra khá nhu nhược và chiều lòng thế lực phương Bắc. Đấy là điều mà Phạm Bình Minh mất điểm trong mắt dân. Tuy nhiên, ông ta lại có điểm cộng với Bắc Kinh. Và đó chính là vốn chính trị vững chắc để ông tiến xa hơn trong sự nghiệp chính trị của mình. Ông Phạm Bình Minh quả là con người kiên trì, bị chặt không cho ngồi vào ghế Phó Thủ tướng Thường trực cách đây 2 tháng, nhưng ông vẫn không hề nản, vẫn ngồi im chiếc ghế cũ chờ thời, và bây giờ ông Phạm Bình Minh đã thành công. Phạm Bình Minh ít nói, tính toán nhiều và giấu mình là đòn hiểm lúc nào ông có thể tung ra, làm cho đối thủ hết sức bất ngờ. Đây là hình ảnh cơ hội đã đóng lại với ông Nguyễn Hòa Bình. Sự thất bại của ông Trương Hòa Bình được sửa chữa bằng trò chí phèo, nhưng trò đó cũng không thể cứu được sự nghiệp chính trị đã đến hồi xuống dốc của ông Trương Hòa Bình. Phạm Bình Minh làm trong ngành ngoại giao là một lợi thế rất lớn. Ông không có đối thủ cũng chuyên môn cạnh tranh với ông. Và lại, ông Phạm Bình Minh lại là một trong số ít cán bộ nguồn được đào tạo bài bản, có chuyên môn ngoại ngữ và giao tiếp tiếng Anh tốt. Một trường hợp hiếm thấy trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn chỉ học Trung Quốc hoặc học ở Nga đi về. Quả thực, cha ông Phạm Bình Minh là cựu Ngoại trưởng Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch đã dẫn dắt con trai ông theo đúng ngành mà ông là sở trường. Và cũng là lợi dụng ngành đặc thù, Phạm Bình Minh đã tạo mối quan hệ tốt với Bắc Kinh. Điểm này, ông Phạm Bình Minh còn mạnh hơn cả ông Phạm Minh Chính. Và khi được Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, được Phạm Minh Chính ủng hộ, được Bắc Kinh ủng hộ thì Phạm Bình Minh làm sao mà không thể nắm được vị trí tốt trong chính phủ cho được. Đến khi ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực thì Phạm Bình Minh chẳng khác nào như hổ mọc thêm vây cánh. Rất có thể sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh sẽ thăng hoa trong thời gian tới. Và cú giã đòn cuối cùng đã được Phạm Bình Minh tung ra. Cách đây 5 năm, ông Phạm Bình Minh đã thất bại trước một chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kiêm Ủy viên Bộ Chính trị. Nay chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực cũng bị một ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kiêm Ủy viên Bộ Chính trị khác đang tranh giành. Ông trước tên là Trương Hòa Bình, còn ông này cũng có tên khá giống, lại là Nguyễn Hòa Bình. Có lẽ ông Phạm Bình Minh đã ám ảnh với cái tên Hòa Bình, vì nó mà ông đã trượt cơ hội một lần, thì lần này quyết không thể trượt nữa. Đây là hình ảnh trong số 4 Phó Thủ tướng, chỉ có một mình ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị. Sau 5 năm, Phạm Bình Minh đã tạo được mối quan hệ kiềng ba chân khá vững. Chân kiềng thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng, chân kiềng thứ nhì là Phạm Minh Chính và chân kiềng thứ ba là với Trung Quốc. Có thể nói thế lực của Phạm Bình Minh bây giờ vững như bàn thạch. Đã đến lúc ba chân kiềng cùng tác động vào chính phủ kiến tạo của khóa mới để không thể tiếp nhận thêm một người nào nữa. Theo nguyên tắc, một người về vườn thì một người chám vào cho đủ số lượng. Tuy nhiên lần này, Bộ Chính trị Việt Nam quyết định chỉ có 4 phó thủ tướng. Điều này cũng có nghĩa là họ đã chặn đứng cơ hội của ông Nguyễn Hòa Bình và tạo cơ hội cho Phạm Bình Minh. Trong 4 phó thủ tướng, chỉ có một mình Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị thì xem như chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực không thể tuột khỏi tay ông Phạm Bình Minh một lần nữa. Trận đấu đã ngã ngũ, Phạm Bình Minh, Nguyễn Hòa Bình 1-0. Cú giã đòn cuối cùng, Phạm Bình Minh đã đo ván Nguyễn Hòa Bình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin cú giã đòn cuối cùng Phạm Bình Minh cho Nguyễn Hòa Bình đò ván. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.